Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ Bảy 6 tháng 10 2018, tại hội trường Nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, miền Nam California, đã có buổi ra mắt tập thư hướng đạo với tựa đề Nguồn thật của trưởng Hoàng Kim Châu, bút hiệu Phong Châu, đến từ Houston, Texas. Với sự hiện diện đông đảo của giới văn thi sĩ, các trường hướng đạo, đoàn du ca Nam California, Đồng Hương và Tân Hữu, nhân dịp này chúng tôi đã nói chuyện với tác giả mà trong lời chào chúng tôi đã nói ông là một người can đảm khi ra mắt tập thơ này trong thời buổi hiện nay. Kính chào anh Phan Đại Nam và kính vào quý vị khán thính giả. Như lời của anh Phan Đại Nam giới thiệu lúc nãy thì cái người mà thời buổi này mà ra mắt tập thơ là một người rất can đảm. Nhưng thực sự thưa quý vị rằng tôi là một người cũng không mấy can đảm. Nhưng mà có một cái lời dạy của cụ BB, tức là cái thủ lãnh của hướng đạo thế giới đó, của cụ Baden Powell. Khi mà cụ đi trại ra thấy những em nhỏ mà nhút nhát không muốn nhảy xuống suối, xuống sông đó, cụ bảo cứ nhảy đại xuống đi, một giây sau là nó ấm. Thì tôi là người đang đứng trên bờ mà được rất nhiều anh em hướng đạo xô tôi xuống, cho nên dù là gặp nước lạnh nhưng mà bây giờ tôi đã thấy ấm rồi. Thì trong cái tinh thần đó thì anh em bảo tôi ra mắt sách thì tôi phải vâng lời và rất là vui vẻ có mặt ngày hôm nay ở tại California. Thưa ông, tập thơ về hướng đạo này, đây là cái tập thơ đầu tiên của ông hay là trước đây ông cũng đã từng ra những sách về thơ rồi không? Dạ, có thể nói đây là cái tập thơ đầu tiên. Nhưng mà thơ của tôi thì thực sự ra chỉ phổ biến trong anh em hướng đạo, trong những đặc san hoặc là cái website từ ở trong nước ra đến nước ngoài. Và nội dung trong cái tập thơ này đó gồm rất nhiều bài thơ tôi làm trong suốt mấy chục năm, mỗi lần có một cái kỷ niệm hướng đạo, mỗi lần đi trại, mỗi lần sinh hoạt hay là mỗi lần gặp gỡ anh em, tôi đều ghi nhận những cái kỷ niệm đó qua những dòng thơ. Và như lúc nãy tôi nói là anh em xô tôi xuống nước thì tôi phải bơi thôi, thì anh em bảo tôi in thì tôi cũng vâng lời và tôi in. Vì vậy cho nên cái tập Nguồn thật nó mới hình thành và hôm nay nó hiện diện và xin giới thiệu với quý vị khán thính giả. Vậy ông có điều gì muốn giới thiệu về cái tuyển tập thơ của mình tới quý khán thính giả để Đồng Hương có thể biết, để mà tìm hiểu hay là mua về cho con em mình đọc về tuyển tập thơ về hướng đạo? Thưa, thực sự ra cái tâm nguyện của tôi mà khi làm thực hiện cái tập thơ này là tôi muốn truyền đạt tới cho các cái trưởng hướng đạo trẻ ở tại hải ngoại. Tại vì về vấn đề ngôn ngữ đó, họ cũng gặp một số các cái khó khăn. Và tôi dùng những cái ngôn ngữ rất là giản dị và anh em hướng đạo hay dùng. Và trong những cái bài thơ chúng tôi cũng gói ghém được cái mục đích, cái mục tiêu, những cái nguyên lý, phương pháp của hướng đạo mà cá nhân chúng tôi cũng đã theo đuổi trên 60 năm. Và chúng tôi cũng muốn rằng các cái trưởng hướng đạo có những cái tập thơ như này để dùng trong những cái dịp mà dạy tiếng Việt, dạy Việt ngữ cho các em, tập bài hát tiếng Việt cho các em, hoặc là trong những cái lớp mà dạy về truyền thống văn hóa, nói về tinh thần Việt Nam cho các em hướng đạo tại hải ngoại. Xin cảm ơn ông rất nhiều và chúng tôi xin chúc buổi ra mắt thơ được nhiều thành công. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn đại BTN và SET. Sau vài sinh hoạt theo phong cách hướng đạo, trưởng Nguyễn Bá Thành, MC của chương trình, đã giới thiệu trưởng Nguyễn Cửu Lâm có đôi lời giới thiệu về tác phẩm và tác giả. Tập thơ của trưởng Hoàng Kim Châu là tập thơ mà chúng tôi đang cầm trong tay ngày hôm nay. Và không có gì để mà giới thiệu cái tập thơ này cho bằng một bài thơ của một trưởng hướng đạo khác là anh Đà Điểu Siêng Năng Cao Ngọc Cường từ Texas đã viết một cái bài thơ nói về cái tập thơ này để giới thiệu tập thơ. Tôi xin đọc cái bài thơ đó. Nguồn thật chính là nguồn thơ hướng đạo, nguồn vô biên đầy sức sống thiên nhiên, là tiếng ngân của lớp tuổi tráng niên góp nhặt cát đá qua bao năm tháng. Từ thủa đôi mươi lên đường gậy nạc, nung chí hùng trên từng bước viễn phương, những suy tư bên ánh lửa dặm đường viết nên thơ như một lời gửi gắm. Những dòng ghi trên nẻo đường vạn dặm vẫn nguyên sơ như là mộng ban đầu, là hoàng kim tâm khởi tự Phong Châu, những dấu voi đi qua dòng lịch sử. Là nguồn thật nên hành trình cuộc lữ là thi ca bên ánh lửa dặm đường, cầm trong tay với tất cả yêu thương,
gửi anh em những tráng sinh hướng đạo. Đó là bài thơ giới thiệu về tập thơ của trưởng Hoàng Kim Châu. Và kế tiếp thì tôi xin có đôi dòng về trưởng hướng đạo Hoàng Kim Châu, cũng là nhà thơ Phong Châu. Hướng đạo sinh Hoàng Kim Châu được sinh ra và lớn lên hấp thụ một nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, tại một nơi mà nhiều người gọi bằng những chữ như là thành phố sương mù, thành phố hoa anh đào hay là thành phố ngàn hoa. Đó là cái thành phố thân yêu Đà Lạt của chúng ta. Khung cảnh thiên nhiên và hùng vĩ đó hàng ngày đã ảnh hưởng tới cậu bé rất là nhiều. Cậu bé đã từng đi đến những cái khu vực, khu rừng, những thác nước. Và trong một lần đi như vậy, cậu bé nhìn thấy được một cái khung cảnh thật là lạ lùng. Những đoàn sinh, hướng đạo sinh đang cùng thực tập với nhau. Và từ đó, cậu bé đã quyết định mình trở nên một hướng đạo sinh. Đó là ngày đầu của năm 1955, khi đó cậu bé mới 11 tuổi. Cậu bé đã sinh hoạt với đội voi của thiếu đoàn Lê Lợi thuộc đạo Lâm Viên Đà Lạt. Sau thời gian thử thách, thì cậu bé đã được tuyên hứa nhân ngày trại kỷ niệm vị thánh bổ mạng của hướng đạo thế giới, thánh George. Và sau đó với một cái đam mê của một người thiếu niên, hướng đạo sinh Hoàng Kim Châu đã đi qua hết con đường của người hướng đạo sinh, đã đạt được một cái đẳng cấp rất cao là hướng đạo sinh hạng nhất. Tiếp đó với những vai trò huấn luyện viên và qua những cái khóa huấn luyện tại Tùng Nguyên, được bổ nhiệm bởi Bộ Tổng Nguyên Vương Hướng đạo Việt Nam, Hoàng Kim Châu đã từng tham dự các trại hợp bàn, đặc biệt như những cái trại Trảng Bom năm 1959, Suối Tiên năm 1970 và Tam Bình năm 1974. Khi lớn lên, bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ngoài việc tiếp tục vẫn giữ công việc là một thiếu trưởng để đào tạo các hướng đạo đàn em, anh còn tham gia các công tác xã hội với tư cách thành viên của Hội Thanh niên Thiện chí, Hội Thanh niên Chí nguyện, Đoàn Sinh viên Phật tử Viện Đại học Đà Lạt. Một điều rất là đặc biệt, Ban Trầm ca đã được thành lập với 6 tráng sinh của đạo Lâm Viên, gồm Hoàng Kim Châu, Nguyễn Đức Quang, Hoàng Thái Lĩnh, Trần Trọng Thảo, Đinh Gia Lập và Nguyễn Quốc Văn. Nguyễn Đức Quang từ khi còn là một thiếu sinh là đội sinh của đội trưởng Hoàng Kim Châu. Và Ban Trầm ca là tiền thân của phong trào Du ca Việt Nam đã được thành lập năm 1966 với buổi ra mắt phong trào tại giảng đường Spelman của Viện Đại học Đà Lạt. Sau đó, tiếng hát du ca đã vang trong các khuôn viên của các trường trung đại học tại thủ đô và các đô thị ở miền Nam. Du ca còn mang tiếng hát đến các quân trường, quân y viện, các trung tâm chiêu hồi và ngay cả các trại tù binh cộng sản tại Biên Hòa, Bình Dương và Phú Quốc. Khi hoạt động tại Sài Gòn, trưởng Hoàng Kim Châu thành lập toán tráng lấy tên là Sóng Việt, trực thuộc tráng đoàn Nguyễn Trung Trực, đạo Cửu Long. Lúc công tác tại Vũng Tàu, anh cũng thành lập tráng đoàn Vượt Sóng và là thành viên của cùng sinh hoạt của tráng đoàn Bạch Đằng. Khi anh Hoàng Kim Châu qua đến Mỹ năm 1992, phải không? Yeah. Thì trưởng Hoàng Kim Châu trở lại sinh hoạt và từ đó đã có rất nhiều những cái sinh hoạt đặc biệt ở tại Mỹ. Người tráng sinh này đã giúp cho các tổ chức như là YMCA, đã những cái công tác ở bên này, mà bên cạnh của anh á, nếu mà không có một cái người hiền nội là nhạc trắng Nhu Mì đã cùng anh trên các đường hướng đạo thì chắc cũng khó để mà làm cái công việc của anh. Anh khi mà qua Mỹ thì định cư ở Houston, tiểu bang Texas, và trở thành trưởng của Liên đoàn Pháp Luân từ năm 1998 đến năm 2002. Anh thành lập tráng đoàn Nguyễn Trãi,
mà tôi là rất hân hạnh được là một thành viên của Tráng Đoàn Người Nguyễn Trãi. Tráng đoàn này có mặt ở khắp nước Mỹ, như ở tại Nam California thì chúng tôi có toán Lưu Sơn, và cũng có những người tráng sinh khác từ khắp nơi ở trên thế giới. Anh cũng còn bên cạnh Tráng đoàn Nguyễn Trãi cũng còn thành lập những cái liên đoàn sinh hoạt hướng đạo ở bên Tây Sạn như là Liên đoàn Đất Việt. Kể từ khi trở lại sinh hoạt hướng đạo tại hải ngoại, anh đã thường xuyên khuyến khích các đoàn sinh giữ vững tinh thần quốc gia, gìn giữ những truyền thống tập tục tốt đẹp của văn hóa Việt Nam cũng như của phong trào hướng đạo.